Xin chào quý vị khán giả, với đội ngũ biên tập viên rất là chuyên nghiệp, chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước cũng như quốc tế trong 24 giờ qua gửi đến quý vị khán giả. Sau đây là những tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã bước vào mùa lũ chính của năm nay và lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi, trong đó huyện Tháp Hà ở dãy núi Hình An, Hắc Long Giang đã phải hứng chịu những thảm họa nghiêm trọng và đập nước đã bị vỡ. Người dân vùng thiên tai tiết lộ, việc xả lũ thượng nguồn đã gây ra việc này. Theo báo cáo của các kênh truyền hình, truyền thông trung ương Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục gần đây, 21 con sông ở Hắc Long Giang, Nội Mông, Giang Tô, Chiết Giang, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và những nơi khác đã có mực nước cao vượt mức báo động, với phạm vi vượt báo động tối đa 2,75 mét. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, ở Nam Giang Nam, hầu hết Nam Trung Quốc và Đông Nam Trung Quốc sẽ có một đợt mưa lớn, lũ siêu báo động có thể xảy ra ở một số sông vừa và nhỏ ở khu vực mưa bão. Theo tin tức trực tuyến mới nhất thì lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi, ở huyện Tháp Hà, vùng Đại Hưng Lĩnh, Hắc Long Giang, nhiều ngôi làng và nhà cửa bị ngập lụt và nhiều người đã mất nhà. Người dân vùng thiên tai tiết lộ việc xả lũ thượng nguồn đã gây ra thảm họa. Chủ cửa hàng tại trạm 17 của Tháp Hà nói, lúc trước trời mưa liên tục, có lúc mưa vừa mưa to, sao nước lớn vậy? Nước này từ thượng nguồn đổ về, huyện Tháp Hà bị ngập hoàn toàn và một số đoạn đường đã bị cuốn trôi. Vì lượng nước lớn đột ngột đổ về nên nó ngập nặng ở dưới chân núi, từ từ mới có thể rút dần, hiện tại không thể rút nhanh như vậy. Tháp Hà đã bắt đầu xả lũ nhưng lại không hề được thông báo. Báo cáo cũng cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2023, hơn 400 công nhân lâm nghiệp ở khu vực Đại Hưng đã gia cố con đập tại nhà trẻ trung tâm trạm 17, huyện Tháp Hà. Tuy nhiên do áp lực nước quá lớn, con đập bất ngờ bị vỡ vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó và hơn 400 người bị cô lập. Bà Cao, chủ cửa hàng của trạm 18, đây là trung tâm trạm 18 của Cục Lâm nghiệp, có một vụ vỡ đập và ngập đến tầng 1. Giờ nước đang từ từ đổ xuống, hơn 400 người đã được cứu và hiện con đập đang được sửa chữa. Đang là mùa mưa, sẽ còn tiếp tục mưa lũ nữa, lũ lịch sử năm 1991 liệu có tái hiện lại hay không? Những ngày gần đây, mưa lớn tiếp tục đổ xuống phía bắc Đại Hưng An, Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Mực nước của đoạn sông Hô Mã tại trạm Thập Bát, huyện Tháp Hà, Đại Hưng, An Lĩnh bất ngờ dâng cao, làm hư hỏng con đập khiến hơn 400 công nhân lâm nghiệp bị cô lập, nhà cửa đất ruộng của người dân bị ngập thiệt hại nặng nề. Theo truyền thông Trung ương Trung Quốc CCTV, vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua, hơn 400 công nhân lâm nghiệp đã ra cố đập và đắp bao cát trong vườn ươm tại trung tâm Thập Bát trạm ở huyện Tháp Hà, Đại Hưng, An Lĩnh. Lúc 11 giờ, mực nước trạm thủy văn Cố Kỳ Cố trên sông Hô Mã là 104,67 m, vượt mức báo động 1,7 m. Địa phương phát cảnh báo lũ đỏ do áp lực nước quá lớn. Đến 1 giờ, đê bất ngờ bị vỡ khiến hơn 400 người bị mắc kẹt. Lưu Toàn, một cư dân địa phương ở thị trấn Thập Bát Trạm, nói với tờ The Epoch Times rằng thiệt hại lớn nhất gần lần này là nông dân, ruộng ngập úng hết, nay nước vẫn chưa rút. Anh Lưu còn cho biết hơn 100 người đã được cứu khi con đập vỡ và 333 người còn lại được cứu vào lúc 5 giờ chiều. Gần đó có một lán nơi một nông dân trồng nấm và nước đã ngập đến mái của lán. Tất cả nấm rơm đều bị ngập nước, người trồng nấm lỗ nặng. Hiện nước ở các thôn xung quanh vẫn chưa xuống, mực nước dâng cao hơn mực nước dâng bình thường 7 m, ngập toàn bộ tầng 1. Theo anh Lưu, bây giờ toàn bộ Tháp Hà đã trở thành một thị trấn nước và lũ lụt thực sự nghiêm trọng. Hiện tất cả người dân đã di chuyển lên vùng đất cao hơn. Hôm qua, một đoạn của tuyến đường sắt Đại Hưng An Lĩnh cũng bị phá hủy. Hiện Trung Quốc đã bước vào mùa lũ. Thị trấn Văn Đấu, thành phố Lợi Xuyên, tỉnh Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn. Lượng mưa tại Văn Đấu lên tới 301mm khiến cho nhà cửa bị sập, mất điện, gián đoạn đường và thiệt hại về mùa màng trong khu vực. Theo báo cáo truyền thông địa phương, diện tích cây trồng ở thị trấn Văn Đấu là 5.753 mẫu, trong đó thiệt hại khoảng 900 mẫu, 69 con đường bị gián đoạn và hơn 500 người được sơ tán khẩn cấp. Cục Khí tượng Hồ Bắc đã ban hành hơn 30 cảnh báo mưa dông và dông tố. Mưa lớn, lũ lụt, cháy nổ, hỏa hoạn, bão cát, những tai ương bất ngờ đang liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc. Đoạn video người dùng Tiger đăng tải cho thấy thị trấn Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam gặp phải mưa lớn và lũ quét, gây sạt lở đất ở một đường núi, phố cổ Trà Mã bị ngập.
1 người chết, 11 người bị mắc kẹt, 17 con trâu bị lũ cuốn trôi. Nhiều khu vực bị nhấn chìm và ngập úng trong rừng, dòng nước đục ngầu, Tân Hoa Xã đưa tin. Vào khoảng 2 giờ 30 chiều, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà xưởng ở thị trấn Chiang Rai, thành phố Tân Giang, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Vụ cháy khiến 7 người tử vong ngay tại hiện trường, 1 người bị thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện. Tòa nhà 7 tầng, diện tích khoảng 300m2, đám cháy lan rộng tới 750m2. Trong khi đó thì một trận bão cát kéo đến Nội Mông Cổ tạo nên một thành trì tường cát giăng lên trên trời và choán hết tầm nhìn, khiến người dân lo cho tính mạng của mình. Đoạn video người dùng Taiwan đăng tải cho thấy hiện trường khu vực như bị cô lập trong bão cát. Cũng ở Nội Mông Cổ, video cho thấy một cơn lốc xoáy trông như một vòi rồng xuyên thẳng lên trời và cuốn theo mọi thứ. Quang cảnh tan hoang và nhiều xe cứu hỏa chạy tới khu vực vụ việc này. 33 người bị thương, 150 nhà bị san thành bình địa. Trước những cảnh tai ương, người dùng Tiger đã ngao ngán mà thốt lên rằng năm 2023 liệu còn tai họa nào chưa đến. Chỉ đưa tin tốt, lảng tránh thông tin tiêu cực đã và đang là phương thức giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự thật và làm sai lệch thực tế. Cách làm này biểu hiện rõ nhất trong việc đưa tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán và thiên tai trong thời gian qua. Theo Bitter Winter, khi những cơn mưa và lũ lụt đang tàn phá miền Nam Trung Quốc vào đầu tháng 3, khiến nhiều người thiệt mạng và một lượng lớn dân cư phải di chuyển để tránh nạn, thì trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc luôn xuất hiện những thông tin tích cực mà không phải là các thông tin về thiên tai. Hầu hết, các thông tin mà truyền thông Trung Quốc đưa đều vận dụng một khái niệm gọi là năng lượng tích cực. Khái niệm này đã trở nên phổ biến kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng cho việc đối nội và đối ngoại. Có rất nhiều ví dụ về cách đưa tin như vậy. Sau khi mưa lớn làm tắc lối vào ga tàu điện ngầm ở khu phố mới Zhujiang, khu thương mại ở thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông, các phương tiện truyền thông chính thức địa phương đã tập trung đưa tin về vẻ đẹp và sự hiện đại của khu phố mới, chứ không phải là những thông tin về vấn đề mà người dân phải hứng chịu vì mưa lũ. Các bản tin dựa trên khái niệm năng lượng tích cực đã và đang tiếp tục được các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Khi thông báo về viêm phổi Vũ Hán, những bản tin này lợi dụng tình cảm yêu nước của người dân để hướng họ theo ý đồ tuyên truyền của Bắc Kinh. Tin cực nóng. Hôm qua, vào lúc 1 giờ đêm, một cơn bão siêu mạnh giật trên cấp 15 đã đổ bộ sát vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, gây ra sóng to gió lớn và làm cho điện đường Trường Tàm bị phong tỏa. Theo mạng di động của Trung Quốc cho biết thì cơn bão siêu mạnh này hôm qua đã đánh bật toàn bộ gốc cây cổ thụ và những cột điện, đồng thời phá nát một bến cảng tại đảo Hải Nam, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình khóc hơn nước mắt. Kính thưa quý vị, Trung Quốc liên tục gánh chịu những thiên tai, những dịch bệnh do mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt. Hôm kia thì một cơn bão siêu mạnh đã đánh sập một con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Thì ngày hôm qua, cơn bão lại tiếp tục đổ bộ vào đảo Hải Nam, khiến cho sóng to gió lớn và lũ lụt ở khắp mọi nơi. Một hòn đảo của đảo Hải Nam đã bị nhấn chìm xuống biển Đông, làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon ngủ không yên. Dường như là mẹ thiên nhiên vẫn đang ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới, khi phải liên tiếp những cơn bão 1, 2, 3, 4 và hôm nay cơn bão số 5 tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc. Theo truyền hình truyền thông Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, thì cơn bão siêu mạnh kể trên với sức gió giật trên cấp 15 nhiều khả năng sẽ tăng thêm 2 cấp và lên tới cấp 16-17 sau khi nó đi qua đảo Hải Nam, và hướng di chuyển của nó sẽ chuyển vào trung tâm thủ đô Bắc Kinh và quần đảo quảng trường Thiên An Môn. Hôm qua thì quảng trường Thiên An Môn đã phát đi một công điện khẩn cấp, đó là phong tỏa toàn bộ thủ đô Bắc Kinh, bởi nhà chức trách của Trung Quốc cho rằng nếu như cơn bão trên đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh thì chắc chắn nó sẽ gây ra mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập và khiến cho quảng trường Thiên An Môn bị tàn phá tan nát, bởi quảng trường Thiên An Môn đã trải qua những ngày vô cùng tồi tệ trước đó. Kính thưa quý vị, vậy tại sao bão và mưa lũ động đất lại liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc mà không xảy ra ở một số nước giáp danh được gọi là láng giềng của Bắc Kinh? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều do nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trung Quốc là một nước tham lam, liên tục đi xâm chiếm quần đảo và lãnh thổ lãnh hải của các nước trong khu vực. Bằng chứng là Mỹ tố cáo Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với cả 14 nước láng giềng như Lào, Việt Nam, Myanmar, Mông Cổ, Miến Điện, Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan và Nga, thì Trung Quốc đã đi gây gổ với 13 nước. Chỉ cần một nước Trung Quốc không bị xâm chiếm, đó chính là Pakistan, bởi vì Pakistan được Trung Quốc nhận anh em kết nghĩa. Vậy tại sao Trung Quốc lại nhận Pakistan là anh em kết nghĩa?
bởi vì Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào đã được Pakistan nhượng lại một phần lãnh thổ. Chính vì vậy mà Trung Quốc nhận Pakistan là người anh em ruột thịt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc không đi xâm chiếm vùng đất của Pakistan. Còn 13 nước xung quanh Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào, đến bây giờ đến thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn nham nha xâm chiếm, mà Trung Quốc một nước tham lam vô độ, cho nên mẹ thiên nhiên mới ra tay trừng phạt. Hôm qua nếu như quý vị theo dõi tình hình mưa bão lũ lụt ở Trung Quốc thì quý vị cũng biết được rằng mẹ thiên nhiên liên tiếp ra tay trừng phạt Bắc Kinh trong những năm 2023. Theo một thống kê trên trang thông tin theo dõi về thời tiết của Trung Quốc cho biết, Trung Quốc phải hứng chịu tới 29 cơn bão lớn bé và vào năm 2023, Trung Quốc sẽ tiếp tục đón nhận những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, thậm chí sẽ là 30 cơn bão sẽ đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh cho tới siêu đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Hôm qua, cơn bão số 5 đã hoành hành tại đảo Hải Nam và trong 24 giờ tới, cơn bão sẽ mạnh lên tới cấp 16-17 và sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, gây ra sóng to và gió lớn. Nhà chức trách của Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh báo đỏ cho người dân. Người dân của Trung Quốc đã được sơ tán tất cả mọi nơi để trú ẩn. Những người giàu có thì bay sang châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi. Những người khốn khổ, người già cả, trẻ em, không có tiền thì đi tìm những đỉnh núi cao như du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Ngập lụt xảy ra ở Đạt Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc sau những trận mưa lớn, nhiều thành phố bị ngập nặng và đường xá bị phong tỏa. Các hiện tượng như sạt lở đất, lún đường, hư hỏng cầu cống xảy ra ở một số nơi. Video clip do người dân Đạt Châu quay cho thấy nước lũ dữ dội, có người suýt bị lũ cuốn trôi, làm xót tim người xem. Từ chiều tối ngày hôm kia, theo giờ địa phương, hầu hết các thị trấn và làng mạc ở huyện Thông Xuyên, thành phố Đa Châu, tỉnh Tứ Xuyên liên tục xảy ra mưa lớn, sấm sét và gió giật mạnh, gây ngập lụt nghiêm trọng. Có thể thấy từ những video clip được cộng đồng mạng tiếp xúc, một số nhà dân tương đối thấp đã bị nước ngập hết cả tầng. Trong nội thành cũng xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Trên các tuyến phố, ô tô đỗ hai bên đường bị ngập trong nước. Cư dân mạng thốt lên khi quay một đoạn clip ngắn, phố cổ ngập hết rồi. Đài quan sát khí tượng Đạt Châu đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ lúc 9 giờ 52 phút, dự đoán lượng mưa ở một vài nơi sẽ đạt hơn 100mm trong 3 giờ tới. Đã xảy ra sạt lở đất khiến xe cộ không thể đi qua đoạn Mã Sơn Búi trên tỉnh lộ 204 và lở đất xảy ra ở một vài nơi. Hiện tại, một số chuyến tàu và chuyến bay tại thành phố Đạt Châu đã buộc phải tạm dừng hoạt động do mưa lớn và lũ lụt. Trong một đoạn video đang gây sốt trên mạng ghi lại cảnh tượng thoát tim khi một người đi đường suýt bị lũ cuốn trôi. Trong video, lũ trên sông đang lên dữ dội, lũ cuồn cuộn tràn qua bờ sông. Một người đàn ông đi đường cố vượt qua một đoạn đập bằng phẳng thì không may bị lũ lật úp ngã xuống và sắp bị lũ cuốn trôi, tình hình rất nguy cấp. Lúc này một người đàn ông mặc áo đen bước nhanh qua đoạn lũ ngập ngang thắt lưng, liều mình kéo người bị lũ cuốn lên. Đúng lúc này chiếc xe chạy ắc quy đã bị lũ cuốn trôi và nhanh chóng chìm vào trong vòng nước xoáy. Một số video quay lại cảnh lũ lụt ở Đạt Châu đã được lan truyền trên Weibo. Cư dân mạng đã để lại lời nhắn trong khu vực bình luận dưới video, cầu mong người dân vùng bị thiên tai có thể sống sót sau thảm họa một cách an toàn. Theo báo Economic Information Daily, từ đầu năm tới nay, tình hình mưa lũ liên miên tại 22 tỉnh của Trung Quốc đã khiến ít nhất 108 người chết và thiệt mạng. Tổng thiệt hại kinh tế lên tới 5,6 tỷ USD. Tổng cộng 20,79 triệu người ở 22 tỉnh thành tại Trung Quốc phải chịu thiệt hại do mưa lũ trong năm nay. Hơn 1 triệu người buộc phải sơ tán, ít nhất 108 người chết và 21 người mất tích. Nước lũ gây thiệt hại tới 1,7 triệu hecta hoa màu và 44.000 ngôi nhà. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh miền Nam Trung Quốc, gồm Hồ Nam, Tứ Xuyên và Phúc Kiến. Thứ sáu tuần trước, một cơn mưa rất mạnh bắt đầu quét qua sông Trường Giang, Hoài Hà và Thái Hồ trên tổng diện tích khoảng 210 km². Trước đó, mưa lũ đã đổ xuống các quận phía bắc của Thượng Hải làm tê liệt hệ thống giao thông và vô hiệu hóa các phương tiện đi lại của người dân. Giang Liên, nhà khí tượng học tại Cục Khí tượng Phúc Kiến cho biết, hiện tượng El Nino là nguyên nhân dẫn tới điều kiện khắc nghiệt và hạn hán kéo dài suốt mùa xuân, mùa mưa lũ nặng nề từ tháng 5. Hàng năm có tới hơn 100 thành phố khắp Trung Quốc ngập chìm trong nước lũ. Theo thống kê của các cơ quan kiểm soát, Văn phòng Cứu nạn Cứu hộ Trung Quốc, có tới 184 thành phố tại nước này đã chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm 2012, 234 thành phố vào năm 2013 là 125 thành phố, và vào năm ngoái, một trong những nguyên nhân chính là do chính quyền địa phương không chú trọng đến hệ thống thoát nước dẫn đến hệ thống lũ lụt xảy ra tại nhiều thành phố. Hơn 300 thành phố ở Trung Quốc không đạt được tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống lũ lụt cho khu đô thị.
thậm chí hơn 90% các đô thị cũ không đạt được tiêu chí thấp nhất về phòng chống lũ lụt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc. Do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để cập nhật những bản tin mới nhất. Xin mời các bạn cùng theo dõi.